Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình với chương trình phỏng vấn đặc biệt của BeOne TV. Hôm nay vị khách của chúng tôi là đương kim dân biểu Hubert Võ. Qua 6 nhiệm kỳ rồi và lần này thì ông bắt đầu tranh cử qua nhiệm kỳ thứ 7. Và đặc biệt là đối thủ của ông duy nhất trong khu vực 149 đó là nha sĩ Chu Văn Cương, cũng là người Mỹ gốc Việt. Và chính vì vậy thì chúng tôi thấy là trong cộng đồng chúng ta sẽ rất là sôi động trong năm nay. Thì tiếp tục vấn đề tranh cử đó thì xin anh dân biểu Hubert Võ chia sẻ một chút cái suy nghĩ cảm tưởng kỳ này có một đối thủ cạnh tranh là một người Mỹ gốc Việt, nha sĩ Chu Văn Cương, thì anh có cảm thấy lo sợ hay là cảm thấy hồi hộp gì không ạ? Dạ thưa anh Hương Yên, thì một lần nữa Hubert Võ xin cảm ơn anh Hương Yên cho Hubert Võ gửi tiếng nói với lại tất cả quý đồng hương của đại biểu YN. Thì Hubert Võ nghĩ rằng trong một cái cuộc tranh cử nào cũng vậy thì cái outcome đó thì khó mà tiên đoán được, nhưng mà lúc nào Hubert Võ làm cái gì thì Hubert Võ cũng cố gắng làm tới nơi tới chốn để mà thành đạt được cái kết quả. Dạ thưa anh, nhưng mà Hubert Võ nghĩ rằng cái công việc mình làm qua những cái thành quả mình đạt được và cũng cái sự cố gắng của mình thì hy vọng rằng thì với sự thương mến của khối cử tri trong đơn vị 149 thì Hubert Võ có thể tiếp tục để phục vụ cho đồng hương và cũng như khối cử tri trong đơn vị 149 trong cái nhiệm kỳ thứ 7 tới. Dạ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, thì tiện thể thì chúng tôi cũng muốn anh dân biểu Hubert Võ có thể chia sẻ quan điểm của anh, hoặc là anh có một chút phản bác lại cái quan điểm của đối thủ của mình là nha sĩ Chu Văn Cương. Bởi vì chúng tôi được biết là nha sĩ Chu Văn Cương có trả lời một số đài radio thì có nói rằng là những thành quả của anh Hubert Võ đó, thì có những thành quả chẳng hạn như nghị quyết 258 về treo cờ vàng đó là một điểm son. Tuy nhiên thì nó cũ quá rồi. Có nghĩa là nhiều nhiệm kỳ qua những cái thành quả cứ lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ lắm để mà có thể là khoe với đồng hương. Thì với quan điểm đó thì anh dân biểu Hubert Võ chia sẻ phản bác thế nào ạ? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì cảm ơn anh đã nêu cái vấn đề đó. Nhưng mà Hubert Võ nghĩ rằng những cái luật mà làm đó, nó lúc nào nó cũng tồn tại mãi mãi. Cái luật đó nó không phải là tồn tại không, nhưng mà được áp dụng từ năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ. Và Hubert Võ nghĩ rằng có những cái việc làm không phải là cho đơn vị 149 không, nhưng mà nó nói ảnh hưởng chung cho cái tiểu bang Texas, như là những cái về tội ác và về phát triển kinh tế vân vân và vân vân. Thì trong những cái việc làm như là cho đồng nói riêng cho đồng hương của chúng ta, rất là mỗi nhiệm kỳ đó có một vô số việc làm mà Hubert Võ đã làm cho quý đồng hương mà không có mà lên mà ghi ra hay ghi chép rồi lên cái tuyên bố như vậy, anh biết không? Dạ thành vâng. ra nhưng mà nếu mà không không nói cho đồng hương thì sao đồng hương biết để mà dồn phiếu cho anh được? Anh thiệt thòi sợ. Dạ thì nhưng mà mình đồng hương, số đồng hương họ cũng biết, có một số đồng hương cũng đã biết cái công việc làm của Hubert Võ, như là giúp qua những cái đồng hương trong những cái sự khó khăn về business, hay là những đồng hương bị bệnh rồi con cháu không có qua được, không có lấy visa của tòa lãnh sự Việt Nam của tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam được. Thành ra cái đó cũng Hubert Võ cũng đã can thiệp rất rất là nhiều trong những cái trường hợp đó. Và ngồi kể tới kể lui thì nói là mình kể, nhưng mà cái nhiệm vụ chính của một người dân biểu là làm luật, nó có ảnh hưởng tốt cho cái khu vực, nó có ảnh hưởng cho cái sự an sinh của người dân trong cái đơn vị mình cũng như trong cái tiểu bang này. Thì trong những cái xoay quần đó thì Hubert Võ không những làm việc trong cái tiểu bang Texas, nhưng mà có đi hợp với lại những cái dân biểu tiểu bang khác, và có trong những 4 năm vừa rồi thì cũng đã có đi hợp với những cái dân biểu của sắc dân người thiểu số, như là người người Hispanic, người African American, người Native American, là người da đỏ, và cũng như khối Á Đông của mình. Thì bốn cái khối đó hợp lại cũng 4 năm nay, và đi những cái thành phố khác nhau để tìm hiểu thêm cái sự, thì Hubert Võ cũng có qua được những cái cộng đồng Việt Nam của những thành phố khác như ở bên Louisiana, New Orleans. Dạ vâng. Có gặp cộng đồng Việt Nam vân vân, và tìm hiểu cái sự khó khăn của họ. Thì không có giúp trong cái tiểu bang Texas, thì Hubert Võ
có những cái network quen với những dân biểu của những tiểu bang đó thì giúp nơi nơi khác là phải kêu những cái dân biểu mà mình quen biết đó, thì coi cái nhu cầu của cộng đồng mình ở đó là cái gì thì có thể là giúp cho. Dạ thưa anh. Dạ vâng. Thì cái đó là những cái công việc nó coi vậy chứ nó rất là nhiều công việc làm anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì thêm một chút, chúng ta Hưng Yên thì cũng thích để mà cho dân biểu hội võ có cái thể mà chia sẻ để quý vị có rộng đường để đánh giá. Bây giờ thì thực sự là chúng ta có hai ứng cử viên. Một người là đương kim nghị dân biểu, phải nói rằng anh Hubert Võ là 6 nhiệm kỳ qua rồi. Chúng tôi tạm gọi một cái từ rất là thường bình thường, đó là rất là gọi là gạo cội trong cái chính trường của Hoa Kỳ, trong cái nhà lập pháp của tiểu bang Texas. Như vậy có nghĩa là rất nhiều thế mạnh nơi dân biểu Hubert Võ. Như vậy thì anh cảm thấy rằng là những thế mạnh đó rồi anh cảm thấy là ngán anh Chu Văn Cương ở điểm gì mà anh phải cần dè chừng? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì Hưu Bộ Phỏ nghĩ rằng cái danh từ ngán thì Hưu Bộ Phỏ nghĩ rằng lúc nào mình cũng nên cẩn thận và lúc nào cũng không bao giờ mà khinh thường địch thủ hết. Dạ thưa quý đồng hương, Hưu Bộ Phỏ làm một chuyện gì đó cũng coi như là một cái sự thận trọng hết, không bao giờ mà làm một cái gì với trong cái sự mà khinh thường với địch thủ. Thì Hưu Bộ Phỏ vẫn lúc nào cũng nhớ tới cái năm đầu tiên, năm 2004, lúc mà Hưu Bộc Võ ra tranh cử lúc đầu với một vị dân biểu lúc đó cũng đã làm ở tòa nhà lập pháp 22 năm, thì Hưu Bộc Võ lúc bao giờ cũng nghĩ tới cái campaign đầu tiên, cái election đầu tiên, và cũng lúc nào cũng cố gắng làm hết mình trong những cái đó để mà hầu được cái sự yêu mến và tín nhiệm của tất cả khối cử tri trong đơn vị 149 một lần nữa. Dạ, để mà có thể tiếp tục có những cái công việc làm khác trong những năm tới cho khối cử tri trong đơn vị 149, dạ thưa anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì dân biểu Hưu Bộc Võ lúc nào trả lời cũng rất là khéo, mà hình như Hưng Yên cũng thấy chưa đã là bởi vì là chưa thấy đi vô để cho đồng hương nghe đồng hương đã, phải không ạ? Tuy nhiên đó, có thêm một chút nữa đó, thì chúng tôi được nghe nha sĩ Chu Văn Cương nói rằng là ông rất tự tin để mà thắng dân biểu Hưu Bộc Võ kỳ này là bởi vì ông có những cái điểm hơn anh Hưu Bộc Võ, nhất là cái tâm tranh đấu đã mấy chục năm trong vấn đề tranh đấu dân chủ nhân quyền, cái tâm phục vụ, rồi đồng thời là bằng cấp học vấn cũng nhiều bằng cấp cũng rất là cao nữa. Thì anh nghĩ sao khi mà anh có cái gì hơn cụ thể anh nha sĩ Chu Văn Cương không, để mà để đồng hương có thể dồn phiếu cho anh không ạ? Dạ thưa anh, thì mình không biết gì nhiều về cái đời sống riêng tư của nha sĩ Chu Văn Cương hết, nhưng mà Hưu Bộc Võ chỉ biết rằng về cái cách phục vụ, mỗi người có một cái cách phục vụ khác nhau. Nhiều khi Hưu Bộc Võ không có phải là một cái người lúc nào cũng bộc lộ ra nói. Hưu Bộc Võ chỉ biết là có những cái vấn đề gì mà trái ngang hay là những cái luật nào cần phải làm thì Hưu Bộc Võ vẫn âm thầm làm và đạt được cái kết quả. Những cái Hưu Bộc Võ trong 12 năm vừa qua rất là hãnh diện, đã có một số thành quả mà có thể là để mình mà tự hãnh diện lấy. Dạ vâng. Như là trong cái năm đầu, cái khóa đầu của Hưu Bộc Võ năm 2005 đó, Hưu Bộc Võ có đưa ra một cái dự luật mà Hưu Bộc Võ lúc nào cũng làm hãnh diện. Cái luật đó là liên quan tới cái 911, gọi cái emergency 911, dạ thưa anh. Thì Hưu Bộc Võ nhớ rằng có một cái câu chuyện là trong cái district của Hưu Bộc Võ, một gia đình đó bị cướp vô nhà. Thì người con gái trên lầu thấy cha mẹ đang bị cướp, thì ở nhà lại không có số điện thoại, không có điện thoại line thường á. Họ dùng cái điện thoại đó qua cái hệ thống internet là voice over IP, là voice over internet provider. Thì họ cái cô đó cô mới gọi 911 qua cái đường dây điện thoại trên internet đó, thì không có connect qua được trong cho 911. Thì những, dạ thưa quý đồng hương, thì những cái mà hồi xưa đó, những cái internet provider là quý đồng hương có internet nhà đó, nhiều khi có thể connect cái điện thoại vô trong cái internet đó, xài những cái điện thoại thường được, nhưng mà nó sẽ không có connect. Hồi xưa là không có bắt buộc phải connect vô 911. Thì Bộc Võ thấy hiểu được, thấy cái câu chuyện đó xảy ra trong cái đơn vị mình, trong đơn vị 149, thì
trong lúc đó cũng hơn lúc đó là cũng đang trong cái khóa mà họp Hiệp hội Võ lập tức làm một cái luật dự luật nộp vô là 911, yêu cầu tất cả những cái internet provider đó mà có cái voice over IP đó mà không có connect được cái 911 đó thì phải notify cho mỗi consumer in writing khi nào mà hết hạn mà muốn renew lại đó, phải in writing đàng hoàng là phải nói là họ không có connect vô được 911. Thì cái đó đã thông qua tiểu bang Texas, và trong vòng một tháng sau thì tờ Washington Post của phía trên miền Bắc đã đăng cái tin đó, và 6 tháng sau Quốc hội Liên bang ra cái luật đó luôn. Và Hiệu Bực Võ trong cái năm đó được cái bằng khen thưởng của 911, dạ thưa anh. Thì đó là những cái câu chuyện mà nó cái công việc làm của mình thấy cái gì thì mình làm, mình đối phó đó, hay là những cái gì biết sự khó khăn hay là có thể phát triển được trong cái đơn vị mình hay trong cái tiểu bang mình thì mình làm thôi. Đó rất là nhiều. Thì quý đồng hương có thể vô trong website của Hiệp Bực Võ thấy những cái dự luật hay những cái luật mà Hiệp Bực Võ đưa ra mỗi năm, những cái luật mà Hiệu Bực Võ làm, những cái luật hoặc là Hiệu Bực Võ đồng tác giả với những người khác rất là nhiều, dạ thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn nhân viên Hiệu Bực Võ, và một lần nữa Hưng Yên cũng chưa thấy đã quý vị. Nhân viên Hiệu Bực Võ vẫn chưa để mà thỏa mãn được cái câu hỏi của Hưng Yên. Tuy nhiên đó thì thêm một chút nữa, chúng ta gần hết giờ rồi thưa anh. Thì phải nói là chúng ta được biết là tranh cử đó thì tài chính cũng quan trọng lắm. Người nào có nhiều tiền thì cũng có được nhiều cái ưu thế. Phải nói là như vậy. Trong đợt tranh cử này thì không biết là anh nghĩ rằng anh sẽ tốn bao nhiêu tiền và anh có dùng với tính sách tài chính để mà thắng anh Chu Văn Cương không ạ? Dạ thưa, tiền bạc lúc nào cũng cần hết, dạ thưa anh. Nhưng mà chúng ta biết cái tiền bạc tới bao nhiêu, tới mức nào là đủ, dạ thưa anh. Thì để nói trở lại cái năm 2004 lúc mà tranh cử đầu tiên, Hiệu Bực Võ trong cái campaign nó tốn hết khoảng hơn 350.000. Thì cái người đối phương của Hiệu Bực Võ đã làm đó 22 năm, ông ta đã bỏ ra 800.000, hơn 800.000. Dạ vâng. Và nhiệm kỳ thứ nhì ông ta bỏ ra cũng gần 800.000, 700 mấy chục ngàn. Thì Hiệu Bực Võ cũng bỏ ra 300.000. Thì từ đó về sau thì Hiệu Bực Võ phải mỗi lần tranh cử nhiều khoảng 300.000, hơn 300.000. Kỳ này 300, là cũng khoảng 300.000. Dạ, cũng khoảng 300.000. Thành ra nó có một cái mức nào mà mình sử dụng trong cái phạm vi cách vận động của mình cho nó có hiệu quả. Dạ vâng. Mình phải biết cách dùng cái số tiền đó, nhiều khi dùng hơn thì nó cũng chưa chắc hẳn là có lợi, hoặc dùng ít quá thì có thể nó có lợi có hại thì mình cũng không biết được. Nhưng mà để đánh cho đủ trong cái election, trong cái campaign đó, vận động bầu cử đó, thì Hiệu Bực Võ nghĩ rằng trong cái đơn vị 149 là một cái đơn vị mà để tranh cử rất là khó khăn. Tại vì cái đơn vị đó đã design cho đảng Cộng Hòa là cho cái người người cựu dân biểu trước. Dạ. Ông đã 22 năm thì lúc mà vẽ lại bản đồ, ông ta đã vẽ lại bản đồ có thuận lợi cho ông ta. Dạ. Thành ra cái đơn vị này lúc nào cũng có người sẽ ra ứng cử. Nếu Hiệu Bực Võ vẫn còn thì không có người Việt, cũng có người Mỹ lúc nào, hoặc là một cái sắc dân nào khác cũng ra ứng cử với Hiệu Bực Võ. Đơn vị 149 đã ứng cử rất là một đơn vị rất là mệt nhọc. Dạ vâng, cảm ơn nhân viên Hiệp Võ. Và chúng tôi cũng theo đồng hồ thì chúng ta cũng còn một số phút nữa đó. Thì thưa anh, thì trong thời gian sắp tới thì để mà đồng hương chúng ta lần này mỗi lần mà tranh cử thì đồng hương chúng ta sẽ có những cái quyết định lại và sẽ dành số phiếu cho ai, và kỳ này thì là một bên đó là dân biểu Hiệp Võ đương kim với 6 nhiệm kỳ, và một bên thì nha sĩ Chu Văn Cương, và chúng tôi nghĩ là anh đã hoạt động trong vấn đề tranh đấu cũng khá lâu, như vậy là cũng không phải là đối thủ nhẹ ký lắm. Như vậy thì anh nghĩ rằng là để mà thu hút cái số phiếu của đồng hương cử tri của Việt Nam tại khu vực 149 đó, thì bây giờ chúng tôi dành vài phút cho anh Hiệp Bực Võ. Anh sẽ hứa điều gì với đồng hương, anh sẽ làm cái gì nếu mà có 3 điều quan trọng nhất mà anh sẽ làm trong nhiệm kỳ tới cho cộng đồng người Việt, thì anh sẽ đặt cái mục tiêu quan trọng nhất cho cái 3 điều đó cho những cử tri Việt Nam, thì anh sẽ làm điều gì? Dạ thưa anh Hưng Yên, thì Hiệu Bực Võ lúc nào cũng sát cánh với lại tất cả quý đồng hương trong những năm vừa qua, và rất là hãnh diện là một người Việt quốc gia. Hiệu Bực Võ ngoài những cái làm luật lo về an sinh xã hội, lo về tương lai cho con em của chúng ta, và lo về công ăn việc làm cho những anh chị em, và lúc nào cũng duy trì cái nền kinh tế cho tiểu bang Texas nó được
dồi dào hơn. Ngoài những cái đó thì Hiệp hội Võ lúc nào cũng sát cánh với đồng hương, tranh đấu cho những cái tự do nhân quyền cho nước Việt Nam mình, và lúc nào cũng mong mỏi và tranh đấu cho cái nước Việt Nam sớm có một cái tự do, và công dân người Việt của chúng ta tại Việt Nam có những cái cơ hội để phát triển và hãnh diện với những nước ngoài. Thì trong những năm vừa rồi, và thưa anh Hương Yên, thì cách đây cũng 6-7 năm thì Hiệp hội Võ có đi với lại một số anh chị em gọi là elected officials gốc Việt, là những anh chị em người dân cử gốc Việt, phần đông ở California. Trong cái thời gian đó, dân biểu Trần Thái Văn còn làm, thì Hiệp hội Võ đi với cái phái đoàn đó, dân biểu Trần Thái Văn và một số anh chị em gọi là council members của những thành phố bên California, thì có lên để tranh đấu cho cái bản nhân quyền, cái bản nhân quyền đầu tiên mà được introduce cho Việt Nam, được introduce vào Hạ viện. Thì cái khối anh chị em với Hiệp hội Võ đã lên đến đó vận động những cái dân biểu chánh trong cái hội đồng mà có đưa ra cái dự luật về nhân quyền cho Việt Nam đó, thì đã vận động cho họ và vận động bên Thượng viện nữa, và cũng được cái sự ủng hộ của tất cả những dân biểu trong cái hội đồng đó của tại Hạ viện, cũng như một số dân biểu một số nghị sĩ trong Thượng viện, và cũng đi tới State Department và cũng có nói chuyện với lại cái agency mà Freedom of Religion để mà tranh đấu cho những cái đó. Thì tất cả được mọi chuyện nó rất là suôn sẻ. Thì nó lúc mà lúc xong rồi thì trong cái tuần đó ở trên đó 4-5 ngày thì xong cái nhiệm vụ đó, thì Hiệp hội Võ với lại tất cả những anh chị em rời về, thì cái cộng đồng Việt Nam từ tất cả nước Mỹ tới đó trong cái tuần sau đó, kế tiếp sau đó thì được Quốc hội chấp thuận và họ rất là vui mừng, thì đã thông qua tại Hạ viện. Nhưng mà trên Thượng viện vẫn còn những cái lấn cấn, thành ra chưa thông qua được, tới nay vẫn chưa thông qua được bên Thượng viện. Dạ thưa anh, lúc nào bên Hạ viện cũng thông, nhưng mà bên Thượng viện còn những cái việc làm cần phải làm anh. Dạ vâng. Thì có những cái câu chuyện mà ngoài lề trong lúc làm thì không có thể nào tiện nói được, nếu nói được thì bên kia họ sẽ nhận thấy những cái cách mà mình làm hay những cái sự mình làm họ có thể chống đối hay là họ có thể phá. Thành ra có những việc bên làm bên kia có nghĩa là bên đối thủ của anh đó phải không ạ? Không phải bên đối thủ, mà cái phía bên mình làm cho cộng đồng, mình không có nghĩ gì tới đối thủ hay không đối thủ. Dạ vâng. Mình làm chung cho cái quyền lợi, chung cho cái người Việt của mình. Dạ hoặc vâng. Là trong cái đơn vị 100, cái khối cử tri trong đơn vị 149 của mình, hoặc là nói chung cái quyền lợi của tiểu bang Texas. Thì bên phía bên kia là Hiệp hội Võ nói là những cái mà tranh đấu nhân quyền đó là phía bên cộng sản dạ vâng. Sẽ không biết, không có để ý được Hiệp hội Võ làm tới những cái gì, mà nếu nói như vậy thì nó sẽ không đạt được cái tốt mục đích quả chết kết quả. Dạ, dạ vâng, cảm ơn dân biểu Hiệp hội Võ. Nhưng mà cái điều mà Hưng Yên muốn hỏi trở lại câu hỏi đó là, nếu mà kỳ này mà dân biểu Hiệp hội Võ thắng cử đó, thì cái điều đầu tiên ông sắn tay áo lên làm là điều gì ạ? Dạ, vẫn tiếp tục làm phát triển kinh tế anh. Cái điều đó là cái điều mà cần thiết, nhu cầu cần thiết nhất cho tiểu bang Texas, phát triển kinh tế trên mỗi lĩnh vực. Và lúc nào mà Hiệp hội Võ cũng trong những cái năm vừa rồi thì có đề nghị với lại Quốc hội là phát triển kinh tế không phải là trong cái tiểu bang Texas không, hoặc là phát triển kinh tế đem những công ty khác của những cái tiểu bang khác tới. Nhưng mà Hiệp hội Võ trong những năm vừa rồi cũng đã đề nghị là chúng ta thử mở vòng tay với lại những cái nước khác, trao đổi về kinh tế với những nước khác tại tiểu bang Texas. Dạ vâng. Một câu hỏi cuối trước khi chúng tôi dành một phút cuối cho dân biểu Hiệp hội Võ để kêu gọi đồng hương dồn phiếu cho ông, thì bây giờ thì nếu mà đài mời anh dân biểu Hiệp hội Võ với nha sĩ Chu Văn Cương là một buổi tranh luận debate, thì dân biểu Hiệp hội Võ có nhận lời không ạ? Dạ thưa anh Hương Yên, thứ nhất Hiệp hội Võ cảm ơn anh và đã cho cơ hội Hiệp hội Võ lên đây nói. Đây là một cái cách debate rồi anh, và cái debate với lại nha sĩ Chu Văn Cương thì cũng đã có với lại những cái cộng đồng bạn khác, với lại Houston Chronicle, và sắp tới đây cũng vào tháng 9, cuối tháng 9 sẽ có một cái sự tranh luận với một cái cộng đồng chung cho cái đơn vị 149 này. Thành ra nhiều khi làm nhiều quá nó không có
nó dạ có vâng. ăn Nhưng mà khổ cái là đồng hương chúng ta nhiều chú bác thì tiếng Anh cũng không có phải là giỏi ý để mà nghe hết được những cái ý mà dân biểu Hội Bộ Võ muốn nói, thì đôi khi nó có hơi bị trở ngại. Thì lý do gì mà tại sao dân biểu Hội Bộ Võ không có nhận debate với trong cộng đồng người Việt cho nó rõ ràng Giờ mình hơn? thấy cái debate nó có một cái số nào để nó có thể đạt được tới cái khối cử tri như vậy thôi, chứ nhiều khi nhiều cái debate tới lui nhiều khi nó cũng nó loãng đi mất cái những cái idea mà mình có thể convey cho khối khối cử tri lắm anh. Dạ. Dạ vâng, đó là cái ý kiến của dân biểu Hội Võ, thì chúng tôi chỉ có lời mời, còn và đương nhiên phải tôn trọng cái sự nhận lời mời hay là không của dân biểu Hội Võ. Chúng tôi còn 1 phút nữa, hơn 1 phút nữa thì chúng tôi dành thì giờ chọn đó cho dân biểu Hội Võ. Anh có thể kêu gọi đồng hương có chia sẻ tâm tình gì để mà đồng hương chúng ta cử tri trong khu vực 149 có thể dồn phiếu cho anh. Chúng tôi dành thời gian này chỉ chọn quyền cho anh chia sẻ cũng như kêu gọi. Dạ cảm ơn anh. Thứ nhất cảm ơn anh Hưng Yên và đài BYN. Hiếu Bộ Võ nghĩ rằng Hiếu Bộ Võ là qua đây với tất cả như là những người người Việt Nam của chúng ta qua đặt chân tới nước Mỹ để làm lại một cuộc đời, tránh đi tránh cái sự gông cùng của Cộng sản, đi với gia đình hồi nhỏ thì chúng ta ai cũng trải qua những cái thời gian khó khăn, làm việc cực khổ khổ. Thì trong những cái năm mà làm việc mà trưởng thành và có gia đình, và một khi mà đã thành đạt được những cái ý nguyện mà đã muốn, thì Hiếu Bộc Phỏ cũng nghĩ rằng là cũng tới cái thời gian mà mình cũng phải đóng góp lại một cái gì đó cho cái xứ sở này, thì Hiếu Bộc Phỏ mới dấn thân vô cái trong cái chức dân biểu của đơn vị 149 của tại tiểu bang Texas và cũng như tại Houston, thì rất là được cái sự thương mến của quý đồng hương cũng như khối cử tri trong 149 đã ưu ái Hiệu Bộc Phỏ, cho Hiệu Bộc Phỏ cái cơ hội trong suốt 6 năm vừa qua. Thì lúc nào Hiệu Bộc Phỏ cũng sát cánh với lại khối cử tri cũng như quý đồng hương Việt Nam của chúng ta. Văn phòng của Hiệu Bộc Phỏ lúc nào cũng mở cửa sẵn sàng đón tiếp những cái chia sẻ về ý kiến, những cái thắc mắc hoặc là những cái khó khăn của quý đồng hương hết trong qua những năm vừa qua. Và Hiếu Bộc Võ nghĩ rằng trong những năm vừa qua thì Hiếu Bộc Võ cũng đã đưa đẩy ra được những cái khu học chánh trong cái đơn vị 149 cũng như cái sự an sinh trong khu 149 đã gia tăng lên, và cũng như những cái tội ác đã làm việc đã create ra được cái International Management District để mà quản lý được cái khu business của trong đơn vị 149, mà trong đó có rất là nhiều business Việt Nam của chúng ta, và cũng rất là hãnh diện có dịp làm việc chung với cái cộng đồng người Việt của chúng ta trong những năm vừa qua với những thành quả. Ngồi đây nói thì nó không có thể nào mà kể hết được. Thì như quý đồng hương cũng đã thấy được những cái việc làm của Hiệp Bộc Võ trong những năm vừa qua, và những cái việc làm đó, dạ thưa quý đồng hương, nó cứ xoay quần qua theo cái năm tháng, và nó những cái có thể rồi có những cái điểm khác nó có thể phát ra, thì chúng ta có thể mà lúc nào cũng đương đầu và cũng phải giải quyết tới. Và Hiệu Bộc Võ nghĩ rằng trong những cái năm tới lúc nào Hiệu Bộc Võ cũng nghĩ tới trong cái việc làm của Hiệu Bộc Võ thì cũng có được may mắn là gia đình cũng được yên ổn, thành ra không có bận biểu tới gia đình cũng như về vấn đề sinh sống. Thành ra Hiệu Bộc Võ nghĩ rằng Hiệu Bộc Võ đã chú tâm hết trong 12 năm vừa qua cho cái sự phát triển của đơn vị 149 cũng như nói riêng sự phát triển của cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì Hiệu Bộc Võ rất là cảm ơn tất cả quý đồng hương và khối cử tri trong đơn vị 149. Dạ thưa anh. Dạ vâng, thay mặt cho ban biên tập của BYN TV, Hưng Yên cảm ơn dân biểu Hội Võ đã dành thời giờ để đến tham gia chương trình ngày hôm nay, và cầu chúc anh thật nhiều may mắn trong cái lần tranh cử kỳ này. Dạ thưa Dạ cảm vâng, ơn anh. và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với đương kim dân biểu tiểu bang Texas khu vực 149, dân biểu Hiệu Bộc Võ, về đợt tranh cử với một ứng cử viên nữa là cũng là người Mỹ gốc Việt, đó là nha sĩ Chu Văn Cương. Và kỳ này chỉ có 2 ứng cử viên duy nhất người Mỹ gốc Việt thôi, không có những cái ứng cử viên sắc dân khác, cho nên là đồng hương chúng ta sẽ
bầu cho một trong hai người này. Và chúng ta sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ mời ứng cử viên là nha sĩ Chu Văn Cương để mà mời quý vị lắng nghe chúng tôi phỏng vấn, để cho quý vị rộng đường, có nhiều thông tin và nhiều góc cạnh khác nhau để giành lá phiếu giá trị của mình cho ứng cử viên nào. Sau vài thông tin thương mại thì kính mời quý vị trở lại tiếp tục với phần phỏng vấn của chúng tôi với ứng cử viên là nha sĩ Chu Văn Cương. Xin chào tạm biệt.